Xin chào tất cả anh em Hiện tại bây giờ đang là 1 giờ sáng ngày 16 tháng 12 rồi Đây cũng là những cái ngày cuối cùng của năm dương lịch 2023 Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bảy tất cả những cái sự thật Liên quan đến vấn đề là sang 2024 thật sự là có dễ thở hơn không Và hiện tại là nửa cuối năm 2023 Tức là nửa năm vừa rồi, cuối năm vừa rồi thì là hiện tại là YouTube đã cho một cái chính sách dễ thở hơn Tức là khi một kênh YouTube đạt được 500 người đăng ký và 3.000 giờ xem Thì đã có thể là anh em sẽ có thể là Bật kiếm tiền được Nhưng mà đây chỉ là Cái vấn đề liên quan đến vấn đề là Cái cách kiếm tiền này là cách kiếm tiền mới Tức là đăng ký hội viên Hoặc là nhận cái tài khoản Những cái thông đồng tiền donate từ khán giả Tức là gọi là Super Chat thì Nó tặng bằng những cái icon thì là kèm với đó là số tiền 20.000, 30.000, 50.000 tùy vào lòng của những cái người mà ủng hộ các bạn. Thì đó là khi anh em đạt được cái điều kiện là 500 người đăng ký và 3.000 giờ xem. Thì khi đó nó sẽ được đăng ký bật kiếm tiền. Nhưng đồng thời là YouTube sẽ xét tất cả những video trên kênh của các bạn. Những video trong kênh đạt đủ tiêu chuẩn không vi phạm chính sách thì mới được bật tính năng kiếm tiền. Nhưng khi đó mới chỉ nhận được cái Uh, vấn đề đó chính là bật thành công thì anh em sẽ được bật tính viên uh, hội viên hoặc là bật tính năng uh, super chat lên để nhận cái, cái tiền donate chủ yếu là tiền donate từ khán giả. Dù ai yêu quý anh em có thể donate cho anh em 20.000, 50.000, 100.000, 200.000. Đấy là tùy vào lòng hảo tâm hay là lòng yêu quý của khán giả thôi. Còn nếu mà để thực sự mà để chèn được quảng cáo vào video như thực thụ như những kênh hiện tại bây giờ đang làm từ trước đến bây giờ thì kênh anh em phải đạt đủ yêu cầu như ngày xưa đó là 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trong vòng 365 ngày qua Mình không nói video ngắn nhé Mình đang nói video dài Thì để đạt được điều kiện đấy thì anh em bắt buộc vẫn phải đạt được đủ 4.000 giờ xem Và 1.000 người đăng ký trong vòng 365 ngày gần nhất Còn 500 người thực sự là để đăng ký Và 3.000 giờ xem Thì để cái vấn đề đó chỉ để bật tính năng à, Nhận tiền donate thôi Anh em hiểu nôn nam như vậy Chứ không được chuyển quảng cáo vào giữa video Đó như vậy cũng là một cái gì đó rất là dễ thở cho anh em đúng không anh em có thể là dựa vào đó anh em có thể từ từ phấn đấu lên rồi anh em trước mắt này anh em làm video hay chưa bật kiếm tiền được à, uh, quảng cáo vào video dài được thì anh có thể là nhận tiền đốt nết từ khán giả từ uh, bạn bè từ những người hâm mộ các bạn thì các bạn vẫn có thể là nhận tiền đốt nết và các bạn vẫn có một khoản thu nhập và cái chủ yếu anh em dùng chính đó chính là cái lượng view của video dài lên khi anh em đặt đủ 4 giờ xem và 1.000 người đăng ký thì khi đó là kênh anh em sẽ được chèn quảng cáo vào các video dài và cắt video ngắn Khi đó anh em chính thức sẽ nhận tiền quảng cáo Hoa hồng Từ các nhãn hàng quảng cáo và Youtube Đó Đó chính là những cái thật sự liên quan đến vấn đề 500 giờ xem và 3.000 người đăng ký à, 500 người đăng ký và 3.000 giờ xem Đó là sự thật là như vậy Chứ không phải là anh em cứ nghĩ là Ừ năm nay dễ thở hơn rồi Mình có thể là 500 người đăng ký và 3.000 giờ xem Nó bật kiếm tiền được rồi Nhưng không phải hoàn toàn Nó bật kiếm tiền được Nhưng mà chỉ gọi là xác nhận cho các bạn trở thành đối tác của YouTube nếu trong thời điểm các bạn đăng ký như vậy thì kênh anh em không vi phạm gì thì vẫn trở thành đối tác của YouTube nhưng khi đó chỉ được bật tính năng hội viên super chat và mua sắm khi đó anh em sẽ không được chèn quảng cáo vào các video để nhận tiền quảng cáo anh em phải hiểu rõ hai vấn đề mốc đầu tiên là mốc ngắn nhất hỗ trợ anh em vấn đề là nhận tiền đôn thôi còn vấn đề thứ hai là vấn đề đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem thì anh em mới được chèn quảng cáo vào các video dài và video ngắn thì thật sự lúc đó anh em mới được nhận tiền từ quảng cáo chính thức còn để mà nói vấn đề chuyên sâu hơn nữa thì là cái vấn đề này mình nghĩ là anh em cũng chưa lên vội mình vẫn cứ chờ kênh của mình đủ 4.000 giờ xem và một 000 người đăng ký mình tốt nhất mình để dư hơn 4.000 giờ xem và dư một 000 người đăng ký thì mình sẽ xác định gửi đơn bằng kiếm tiền vì trong quá trình YouTube xét duyệt bật kiếm tiền sẽ xem xét rất là kỹ kịch của các bạn Các bạn có thể xem những cái video các bạn có vi phạm gì hay không được xem nào không được đạt yêu cầu thì có thể bị xóa đi Trừ lượt xem đi và khi đó anh em sẽ bị mất giờ xem Cho nên anh em cứ để sư giờ xem lên trên 4.000 giờ xem Sau đó hãy bật kiếm tiền Và người đăng ký cũng thế, cũng sẽ bị quét đi Và những cái lượt đăng ký không hợp lệ, spam thì có thể mà bị YouTube xóa đi Và khi đó anh em sẽ bị mất người đăng ký và tự nhiên anh em bị nửa chừng nửa vời không đủ người đăng ký thiện thiếu một người đăng ký thôi là anh em có thể là sẽ bị từ chối hoặc là cứ treo như vậy thôi cho nên anh em lưu ý vấn đề này nhé mặc dù là dễ thở hơn rồi nhưng mà mình vẫn phải lưu ý nếu như anh em có câu hỏi nào liên quan đến vấn đề làm youtube trong năm 2024 này có thể để bình luận trực tiếp dưới video của mình hoặc là cần mình hỗ trợ thì nhắn tin vào số điện thoại hoặc là zalo của mình nhé 0922 883 994 thân ai vào cái tháng Hẹn gặp lại tất cả anh em trong năm 2024. Bye bye.